Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 4. Chương trình Thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp Thái Bình vẫn khởi sắc. Giờ 10 phút tối nay sẽ diễn ra vòng chung kết cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình. Các trường học gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng từ đầu năm đến nay, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn ổn định và có bước tăng trưởng khá. Công ty cổ phần dệt sợi Đam San là đơn vị chuyên sản xuất các loại mặt hàng sợi và dệt khăn phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong nước cũng như xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường ngành dệt may có nhiều biến động, song công ty đã chủ động khắc phục khó khăn, tiết kiệm và cắt giảm các chi phí phụ, ưu tiên đầu tư cho phát triển sản xuất. Trong đó, giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, nhất là các nhóm khách hàng và thị trường mới. Đến hết tháng 3, công ty đã sản xuất đạt tổng sản lượng sợi và khăn mặt là trên 600 tấn, đạt doanh thu trên 400 tỷ đồng, trong đó giá trị xuất khẩu đạt trên 7 triệu đô la Mỹ. Năm 2021, công ty cổ phần dệt sợi Đam San phấn đấu đạt doanh thu trên 1.600 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ xuất khẩu phải đạt trên 40 triệu đô la Mỹ. Thực hiện giải pháp mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 đề ra, đó là tập trung xây dựng khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông trong khu kinh tế Thái Bình, huyện Tiền Hải đã ưu tiên mọi nguồn lực để nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông kết nối trong huyện và vùng huyện. Đây cũng được huyện xác định là động lực trong thu hút đầu tư vào địa bàn. Để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường do huyện quản lý, năm nay bằng nguồn vốn huy động từ nhiều nguồn khác nhau, huyện Tiền Hải đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để duy tu bảo dưỡng và nâng cấp nhiều tuyến giao thông quan trọng. Riêng 3 tháng năm 2021, huyện Tiền Hải đã đầu tư gần 200 tỷ đồng để khởi công mới và nâng cấp cải tạo các tuyến giao thông quan trọng như dự án đường DH30, 30A, đường số 4 từ khu công nghiệp đi cảng Trà Lý, cải tạo nâng cấp đường tránh phía Tây thị trấn Tiền Hải. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên phần lớn các hộ dân đã chấp hành và ủng hộ cho việc triển khai thực hiện các dự án. Tất cả các công trình đã và đang triển khai thi công đều đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đây sẽ là động lực để Tiền Hải thu hút đầu tư vào địa bàn huyện trong những năm tới. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin liên quan tới bầu cử. Lực lượng biên phòng Thái Bình đang tích cực phối hợp cùng chính quyền các xã triển khai và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cử tri ven biển hiểu về trách nhiệm và quyền lợi của mình khi đi bầu cử. Phóng sự được thực hiện tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy. Những ngày này, các chiến sĩ bộ đội biên phòng đi tận ngõ đến từng nhà để tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử tới bà con nhân dân. Ông Phạm Quang Khanh ở giáo xứ xã Thái Đô, sau khi được tuyên truyền về cuộc bầu cử, ông đã nhận thức được trách nhiệm, vai trò của mình trong ngày hội toàn dân sắp tới. Giáo viên tôi thì được sự tuyên truyền của xã, rồi thì các cái thủ tục về bầu cử nó dân được nghe xã tuyên truyền và nó trong dân thì ban trùm cũng như trai sướng đã nhắc nhở là chuẩn bị trong cuộc bầu cử này. Những ngày như là tất cả là ở nhà để tham gia cuộc bầu cử thì thực hiện cái quyền lợi của mình, cái nghĩa vụ của mình. Ủy ban bầu cử thành lập ban chỉ đạo bầu cử, thành lập ban bầu cử, thành lập tổ bầu cử và ra quyết định ấn định số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu hội đồng nhân xã được bầu ở mỗi đơn vị. Xã Thái Đô có gần 5.000 cử tri đi bầu cử tại 6 điểm bỏ phiếu. Do vậy, trong nhiều ngày qua, cùng chính quyền xã, lực lượng bộ đội biên phòng đã luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, cũng như những thông tin người đi làm ăn xa. Cùng với đó là đề ra phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đơn vị đã triển khai là các cái biện pháp công tác biên phòng bám nắm cái tình hình địa bàn, làm tốt cái công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương là xử lý cũng như là giải quyết tốt các cái vụ việc xảy ra để chuẩn bị tốt cho cái cuộc bầu cử sắp tới.
Thời gian tới, đồn biên phòng cùng địa phương sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ và nhân dân, hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, thực hiện nghiêm quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử sắp tới. Đúng 20 giờ 10 phút tối nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình sẽ truyền hình trực tiếp vòng chung kết cuộc thi Tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ 3 năm 2021. Cuộc thi Tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017 và lần hai tổ chức vào năm 2019. Sau thành công của hai cuộc thi trước, cuộc thi lần thứ 3 này đã thu hút hơn 200 hồ sơ đăng ký dự thi. Qua các vòng thi sơ tuyển, sơ khảo và vòng bán kết diễn ra khá ấn tượng ở trường quay S6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, ban giám khảo đã lựa chọn 15 tiết mục có số điểm cao nhất để bước vào vòng chung kết ngày hôm nay. Các thí sinh đến với vòng thi này đều đã chuẩn bị kỹ về mặt hình ảnh cho tiết mục của mình. Các thí sinh dự thi ở các thể loại chèo, đàn bầu, đàn piano, đàn sport, belly dance, trống và hát mới. Các tiết mục hát đơn ca đều có nhóm múa phụ họa. Thành phần ban giám khảo của cuộc thi là những nhà giáo, nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân từ Nhà hát chèo Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Học viện Âm nhạc của Quốc gia, Trọng tài Quốc gia. Cuộc thi Tài năng nghệ thuật trẻ đã trở thành sân chơi bổ ích lành mạnh dành cho thiếu nhi, học sinh, sinh viên nhằm phát hiện, bồi dưỡng và ươm mầm cho các tài năng nghệ thuật trẻ của tỉnh Thái Bình. Tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình dịch COVID-19. Trước bối cảnh các nước láng giềng có ca nhiễm tăng cao, trên thế giới chưa giảm số ca mắc, Việt Nam vẫn phải thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Vì thế, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch COVID-19 ở Việt Nam rất lớn. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải chuẩn bị kịch bản trong tình huống có dịch, nâng cấp cơ sở xét nghiệm để đáp ứng tình hình lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị cho cách ly trên diện rộng, chuẩn bị hậu cần, chuẩn bị cho công tác điều trị. Với các cơ sở y tế, tiếp tục thực hiện khai báo y tế thông qua QR code và sổ sức khỏe điện tử. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định điều chỉnh phân bổ 110.000 liều vaccine phòng COVID-19 của COVAX đợt 2. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương được phân bổ vaccine COVID-19 của COVAX phải nhanh chóng tổ chức tiêm và hoàn thành trước ngày 5 tháng 5 tới đây. Địa phương nào không thực hiện tiêm hết, Bộ Y tế sẽ thu hồi và thông báo rộng rãi. Trong cuộc sống, mỗi người có một số phận, có những người may mắn, song cũng có người thiệt thòi, khiếm khuyết về mặt cơ thể. Trên thực tế, đa số người khuyết tật thường tự ti, ngại giao tiếp với xã hội. Nhưng vẫn có nhiều người khuyết tật luôn khát khao vươn lên chiến thắng số phận. Câu chuyện về chị Phạm Thị Nga đi lên trên đôi chân khuyết tật là ví dụ mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong căn nhà khang trang nằm giữa chợ Đông Các, huyện Đông Hưng, ông Phạm Văn Viên, bố đẻ của chị Phạm Thị Nga, không giấu nổi xúc động khi kể về người con gái cả của mình. Khi sinh ra, Nga cũng như bao đứa trẻ khác, mạnh khỏe, lanh lợi và thông minh. Tuy nhiên, năm 10 tuổi không may bị ngã. Tai nạn ấy khiến cho cột sống của Nga bị ảnh hưởng nặng nề. Từ đó đôi chân cũng không được lành lặn. Kinh sợ bố mẹ là cháu giấu, không nói thì lúc biết thì cháu cũng gọi là được hơn tháng là cháu biết thì nó cũng hơi chậm một tí. Dẫn cháu đi Việt Vun là bó một tháng rưỡi nhưng mà không lại được. Hàng ngày cứ tập, nhưng tập đau quá thì lại nghỉ. Thế nên là rồi uống thuốc men nó đỡ dần đi. Mặc cảm tự ti, nhất là khi thấy bạn bè vô tư chạy nhảy nô đùa, những lúc ấy Nga càng tủi thân hơn. Năm 16 tuổi, vì lý do sức khỏe, Nga không theo học nữa mà ở nhà học nghề làm bánh chưng của bà nội truyền lại. Vừa làm vừa học hỏi, phần việc nặng nhọc đã có bố mẹ, các em phụ giúp. Dần dần, chị Nga đã cân bằng được cuộc sống. Mọi người là phải bê 3-4 cân gạo cùng một lúc, nhưng mà tôi phải chia nhỏ ra, bê từng chút một mà vo từng chút một. Lúc đó thì tôi cảm thấy là rất là buồn, nhưng mà vì số phận thì vì công việc là tôi phải vươn lên. Sau khi thạo việc, chị Nga mở một hàng nước kết hợp bán bánh chưng ở ngay trước cửa nhà. Giữa nơi chợ đông nhộn nhịp xô bồ, hàng quà của chị Nga như một nốt trầm, yên ắng, là không gian để bà con chòm xóm và cả những người khách lạ vừa nghỉ chân vừa chuyện trò hàn huyên tâm sự. Và câu chuyện về cuộc đời của chị chủ quán luôn thu hút tất cả mọi người. Tự bản thân cô vượt lên chính mình đấy, không phụ thuộc gia đình đâu. Đấy nên làm ăn nên mọi người xung quanh đều biết.
Đó, cái người mà nó khó khăn quá thì cô cũng không có nhiều đâu, thì cô cũng cứu giúp người ta. Tôi đã tham gia câu lạc bộ người khuyết tật huyện Đông Hưng đấy, thì là từ đó giờ tôi đi sinh hoạt này, tôi đi tập huấn này, rồi cùng với bạn bè được giao lưu cùng với mọi người đấy, thì cảm thấy mình có động lực hơn để bước tiếp. Chị Nga thì cũng có chia sẻ với tôi là trong câu lạc bộ của mình, bạn nào mà muốn được học cái nghề làm bánh của chị Nga thì chị Nga cũng sẵn sàng là sẽ chia sẻ, hướng dẫn và giúp cho bạn được có cái tay nghề như của chị Nga để phát triển kinh tế. Câu chuyện về cuộc đời của chị Phạm Thị Nga đi trên đôi chân khuyết một lần nữa đã giúp chúng ta đồng cảm hơn, chia sẻ hơn với những mảnh đời kém may mắn. Không những thế, đó còn là thông điệp về lòng nhân ái, nghị lực vươn lên để mỗi chúng ta học hỏi. Chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa, các em học sinh khối 12 sẽ tham gia vào một trong những kỳ thi quan trọng, đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Những ngày này, bên cạnh tâm lý lo lắng thì đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh và nỗ lực của các thầy cô. Gấp rút hoàn thiện chương trình, luyện đề để rèn kỹ năng làm bài thi, đó là hoạt động chính của các em học sinh khối 12 những ngày này. Mặc dù quy chế của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 không có nhiều thay đổi, song với những học sinh khối 12 như em Vũ Thanh Nhàn vẫn có những lo lắng trước kỳ thi. Không phải 25 có thể quyết định là chúng ta đỗ hay trượt, chúng ta đánh mất đi cơ hội hay là trúng tuyển vào cái ngôi trường mà chúng ta mơ ước. 3 tháng đối với mọi người thì có thể nói là một khoảng thời gian khá là dài, nhưng mà đối với những học sinh của lớp 12 thì đây là một cái khoảng thời gian vô cùng là gấp rút và chúng ta phải nỗ lực dành 100% công lực của mình vào cái sự ôn luyện để có thể đạt được kết quả cao nhất. Tụi em đang trong một cái giai đoạn luyện đề thì các thầy cô cho bọn em làm đề rất là nhiều để quen với các dạng đề, các dạng bài tập, làm đề theo khung thời gian như đi thi thật để tạo cho chúng em một cái sự gọi là tự tin cũng như là có một cái kinh nghiệm. Bám sát theo chỉ đạo chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình và cấu trúc đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, các thầy cô giáo đã lên kế hoạch chi tiết cho từng buổi, từng tiết dạy. 3 tuần đầu thì giáo viên sẽ ôn tập học sinh theo các cái dạng và các chủ đề. Và các cái thời gian còn lại thì sẽ là vào giai đoạn là luyện đề. Và dự kiến của chúng tôi cho các em nghỉ trước khi thi là 1 tuần. Bên cạnh đó, các thầy cô phân loại đối tượng học sinh để có phương pháp dạy phù hợp với năng lực của các em khi trên lớp, hướng dẫn cho các em phương pháp tự học khi ở nhà. Đối với những lớp học mà khá thì tôi sẽ thay đổi cấu trúc trong đề thi và tăng cường những câu khó trong đề. Còn đối với những cái lớp mà học sinh học non hơn thì tôi cũng bớt dần câu khó đi và thay vào đó là những câu phù hợp với các em hơn. Thưa quý vị và các bạn, lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh khối 12 trong lúc này. Thế nhưng lo lắng chứ không lo sợ. Sự đồng hành của các thầy cô giáo, của các bậc phụ huynh sẽ giúp các em học sinh biến những nỗi lo này thành động lực để có thể cố gắng, quyết tâm hơn, đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trọng sắp tới đây. Lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè là tình trạng xảy ra thường xuyên ở một số khu vực tại thành phố Thái Bình. Nhiều chợ cóc, chợ tạm ngang nhiên hoạt động gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khi đi qua những khu vực này. Khu vực bờ sông cạnh cầu Kiến Sương thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Người đi bộ không còn chỗ đi bởi những sạp hoa quả tự do bày bán kín trên vỉa hè. Nhiều gánh hàng rong đứng bán giữa lòng đường. Một số cửa hàng đặt biển quảng cáo sát với lòng đường. Một số hàng quán khác ngang nhiên bày bán ngay tại các ngã ba ngã tư. Người bán, người mua đứng trao đổi hàng hóa trong khoảng thời gian khá dài. Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều tháng nay, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm rủi ro cho người và phương tiện tham gia giao thông khi đi qua những khu vực này. Và đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.